Sáng nay tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà. Với chủ đề Tuổi trẻ Bình Dương tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2023 diễn ra xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023 với nhiều chương trình hoạt động thiết thực, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Thanh niên tình nguyện hè sẽ thực hiện nhiệm vụ theo các tuyến đối tượng ở từng đội hình cụ thể như tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, tình nguyện mùa hè xanh, thanh niên tình nguyện hoa phượng đỏ, thanh niên công nhân thực hiện chiến dịch kỳ nghỉ hồng, thanh niên tình nguyện chiến dịch hành quân xanh, thanh niên tình nguyện vì biển đảo quê hương và biên cương tổ quốc, thanh niên tình nguyện quốc tế tại tỉnh Kampon Thom, Vương quốc Campuchia, tri thức trẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật, cài đặt VNID, chuyển đổi số, thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng, thanh niên tình nguyện vì môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các bạn sẽ tham gia nhiều các hoạt động tình nguyện hết sức là ý nghĩa, đa dạng, phong phú. Và chúng tôi hướng đến cái hoạt động là nó phải hiệu quả, nó rộng khắp và nó cụ thể trong từng cái lĩnh vực, từng cái đối tượng và từng cái địa bàn, gắn cái nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Chiến dịch hè tình nguyện hàng năm đã trở thành hoạt động đặc thù của lực lượng đoàn viên thanh niên, thể hiện được vai trò dấu ấn của Tuổi trẻ Bình Dương hướng về cộng đồng xã hội. Các hoạt động tình nguyện mùa hè thì tôi cảm thấy là nó có rất là ý nghĩa trong cuộc sống này. Và qua các hoạt động tình nguyện thì giúp cho chúng tôi trưởng thành, phát triển và định hướng được bản thân của mình tốt hơn. Mỗi đồng chí cán bộ đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên hãy bằng với lại tinh thần xung kích tình nguyện và sức trẻ của mình, hãy đem hết công sức của mình để thực hiện các công trình, các phần việc ý nghĩa cho bản thân mình, cho cộng đồng, xã hội với tinh thần là đi dân nhớ, ở dân thương và làm dân tin và để lại những cái hình ảnh đẹp. Với sự chuẩn bị chu đáo, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2023 đang hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực, trở thành sân chơi để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò của mình, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, qua đó góp phần tôi luyện, định hướng lý tưởng sống chuẩn mực cho các bạn trẻ.